Đây TF mình mới về rồi con. F160. Tắp lên đô đẹp không? Quá đẹp luôn. Nè bây giờ là máy không cho chạy GoDai nha. Chạy GoDai không tải sẽ ảnh hưởng đến bơm bét nên sử dụng. Nhưng mà mới mua mà con sử dụng chừng phân nửa ga thôi, đừng có siết nó là được. Nó yêu cầu sử dụng động cơ không tải khoảng 70% ga thấy không? Trong 50 giờ đầu, như là mới đầu mà con nương tay một chút. Nương ga một chút, chứ giờ không cho chạy GoDai nha. Tất cả giờ không cho chạy GoDai, GoDai làm hư bơm bét. Máy đẹp. 90. Mới trong khùng luôn. Cái bét nó bơm đó nè, trời bá nở luôn trời. Quá wow, trời. TF160 sản xuất lắp Kendo. Không GoDai nha, vậy là đợt này không cho GoDai con, tất cả máy giờ không cho GoDai nha. Chỉ mới phải nương ga một chút thôi. Ồ, con là cái nhu cầu luôn, 088, 635, 6707. Yamaha TF Indo.